arrhythmia. Arrhythmia là cái bệnh gì? Trạng thái. Mia là cái trạng thái mà mình bị loạn nhịp tim, đó là tim không có đúng loạn nhịp, đúng rồi ha, loạn nhịp tim. Và giờ nhìn này là biết từ vựng ha. Nhìn cái này là nhớ từ vựng. À, nguyên bài có nhiêu đây thôi. Đấy rồi. Đúng không? Ok ha, như vậy đây mình nói tiếng Việt Nam nè. Đây gì? Máu oxy đi qua tĩnh mạch chủ. Đi vào tĩnh mạch chủ để qua tâm nhĩ phải. Rồi tâm nhĩ phải, từ máu từ tâm nhĩ phải đi qua cái van để đi xuống tâm thất phải. Rồi từ tâm thất phải đi qua cái động mạch phổi để đi vào phổi, đúng không? Và phổi sau đó mình receive oxygen, xong nó travel back cái heart qua cái pulmonary vein, qua cái tĩnh mạch phổi đi vào heart, đúng chưa? Thì từ vào heart thì cái từ cái heart này nó sẽ đi qua động mạch chủ để deliver oxygen ở những cái capillaries. Ok ha, rồi xong từ vựng như đó thôi đó, hết yên bài. À, cho nên có khi mình đọc cái bài mình hiểu gì hết trơn, bởi vì mình không biết nó là cái gì, phải không? Chứ giờ làm sao mà mấy chị ngồi học và có văn bằng văn áp đó đi là cái gì đi đâu có học được ha? À, thì cái này mình phải hiểu cái này, cho nên thành thử tôi nói muốn đọc hiểu thì phải có một kiến thức nền về cái gì mình sắp sửa đọc nha. Ok rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ làm phần C, phần số 3. Rồi chưa? Match the word 1 to 7 with the definition. Rồi tôi có 7 chữ trên bảng đúng không? Một là atrium, Benavaca, van, pulmonary, artery, capillary and ventricle. Được chưa? Như vậy cũng làm giống như vậy giùm tôi ha. Mỗi một chữ A, B, C, D, E, F, G. Mấy chị gạch giùm tôi một chữ để giúp cho mình làm bài thôi. Nha, một chữ. Giờ các bộ đi vào chỗ trống thấy cũng hấp dẫn ha. Đúng không? Nhiều loại bài đó, nhiều loại reading lắm. Rồi mỗi chữ gạch dưới một cái cho từ E cho đến G. Là tâm thấp mà đầy tâm dĩ đây kia đây kia đúng không? Ở trên là tâm, ở trên là tâm dĩ, xin lỗi, ở trên là tâm dĩ, dưới là tâm thấp, tâm dĩ ha, tâm thấp. À, tĩnh mạch chủ, à, động mạch chủ, rồi tĩnh động mạch phổi, tĩnh mạch phổi ha. Cái này là tĩnh mạch chủ nè ha, đúng không? Rồi cái tĩnh mạch chủ là nó lấy lacking oxygen, động mạch chủ là nó có oxygen, đúng không? Rồi động mạch phổi, động mạch phổi đúng chưa, để đưa máu oxygen, thiếu oxygen đi vô phổi. Rồi từ khi oxygen có máu có oxygen rồi nó sẽ qua tĩnh mạch phổi. Động mạch chủ và tĩnh mạch phổi hai cái đưa máu oxygen đi. Ha, thấy chưa? Cái này là tĩnh mạch mạch chủ nè. Cái này là động mạch chủ mà. Được
chưa? Cái này là động mạch phổi ha. Cái này là tĩnh mạch phổi ha. Cái này là tâm nhĩ ha. Cái này là tâm thất. Rồi số 1, tôi gạch chữ gì đây? Small tube. Small tube là một cái ống nhỏ mà nó let blood and tissue exchange nutrients. Capillary. Capillary, đúng rồi. Capillary là mình gọi tiếng Việt là gì? Mao mạch. Mao mạch, một cái ống nhỏ nó làm lúc này thì máu. Lúc này capillary nó làm gì? Nó đưa oxygen ra đấy chị. Deliver oxygen. Chỗ này ha, capillary. Số 2, B. Như vậy tôi sẽ có small tube. A là mấy đây các chị? A là 6. Ok, A là 6. B. Tôi ra chữ gì đây? Upper chamber. Upper chamber là cái buồng ở phía trên của cái tim. Thì cái đó gọi là gì? Nhĩ, đúng không? Thì tôi gọi là atrium. Atrium là số 2. Adrian. C. Major vein. Chữ gì không cần đọc thôi, tôi đọc major vein. Carry blood to heart. Major vein. Đem máu đến heart là cái nào? Cái này đúng không? Không phải, vậy cái nào? Cái này, ok ha. Pulmonary, như vậy mình sẽ có chữ vein là số. Ở đây có vein không? Không. Đem máu tới cái tim mà. To the heart hả? Đem máu về tim đó, cái tĩnh mạch chủ. Đúng không? Ok. Như vậy đem máu về tim mà. Đồng mạch đi ra. One of the two major veins that carry blood to the heart. Vena cava, vena cava tĩnh mạch chủ. Cava, ok. Rồi tiếp tục đi, mình làm coi nữa không? Related to the lung, liên quan đến lung sẽ là gì? Pulmonary là số 4, ok. Số E, cái tip carry blood from heart to body. From heart to body thì cái đó là gì? Artery, ok. Number E là number 5. Ok ha, number 5. Rồi tiếp tục. Structure. Open, close. Là cái van, đúng rồi ha. Như vậy F của mình là cái van là số number 3. Và cuối cùng G. A space in the heart that holds blood. Ventricle. Ok, number 7 is G is 7. Rồi về nhà chỉ cần làm cái này là xong. Ok ha. Hôm bữa tôi có phát cái này mà mấy chị nè, tôi có phát cái này đó nó lặp lại, nhưng mà có mấy cái này mà mấy chị làm chưa có. Cái khác. Nó chỉ không có thêm một cái gì nữa cho. Còn như hồi nãy có.